Bất thường game bên đây, xin chào các bạn. Game của hãng trái ạc lại tiếp tục được ra mắt nữa rồi các bạn ơi. Và lần này tựa đề của nó là Night Security, tức là bảo vệ đêm. Thì game của trái ạc ấy, thì như các bạn cũng biết là chúng ta sẽ được nhập vai vào một cái nhân vật nào đó có công việc, và chúng ta sẽ được gọi là trải nghiệm cái công việc đó. Và ở trong cái công việc đó thì chúng ta sẽ gặp những cái điều kỳ bí và kinh dị. Thì mình nghi ngờ là lần này chúng ta sẽ nhập vai vào một anh bảo vệ cũng sẽ gặp những cái điều kỳ bí và kinh dị giống như thế. Rồi thì mình phải nói trước là hôm nay cổ họng của mình nó có hơi đau, cho nên là giọng của mình nó sẽ có thể là nhỏ hơn hoặc là khác so với mọi thường một chút. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu vào game luôn nhé. Hôm bữa giờ mình không chơi được game này là bởi vì mình đang gọi là điều chỉnh cổ họng của mình, nhưng mà rốt cuộc nó vẫn đau các bạn ơi. Hả? Bạn có chắc là chơi lại từ đầu không? Dữ liệu trò chơi. Mình đâu có tiếp tục chơi được đâu. Tại sao lại hỏi như thế này? Thôi kệ. Không sao cả, bắt đầu vào luôn nha các bạn. Mình giống như là một fan trung thành của trái ạc vậy. Mình thấy là hình như là những cái game mới mình đều chơi cả. Trừ những cái game như là Yuki Onna, The Akai Mantle. Những cái game đó là mình không thể chơi được bởi vì nó là không phải là game kinh dị các bạn ơi. Nó là kiểu game đuổi bắt, mà mình rất là ghét những game đuổi bắt cho nên là mình không chơi được. Rồi đồ họa này là đang là gì đây? Để mình xem một tí nhá. À, có bộ lọc VHS ở trong đây thì nói chung là nhìn nó sẽ rất là xấu các bạn ơi. Rồi sao lại là chất lượng thấp như thế này? Mình không biết là máy của mình nó có bị gì không mà sao tự nhiên chất lượng rất là thấp các bạn ơi. Thử chỉnh cao lên một tí xem là nó có giật lag gì không nhá. Nó không giật lag các bạn ơi. Không có dấu hiệu của giật lag. Để mình chỉnh thêm một tí nữa nha. Very High hoặc là Ultra thử xem. Rồi. Tốc độ chuột cho nó giảm một tí đi. Hiện con trỏ chuột. Mình có thể tắt đi cái này được rồi. Để xem tốc độ độ nhảy của chuột đang là... Đây là 2. Thấp xuống một tí. Đâu để mình thử tắt hiện con chó chuột xem. Nhưng bấm nhầm. Nó sẽ mất đi cái ở chính giữa các bạn ơi. Cái mà chỉ điểm ở chính giữa ấy. Không có cái đó thì mình nghĩ là cũng được, cho nên là chắc là không sao đâu. Và khi đến gần thì nó sẽ hiện lên một cái con chó để cho mình biết là mình có thể bấm vào chuột nào. Mình đang có cảm giác như là game đang dần gọi là tiến bộ hơn các bạn ơi. Bên ngoài trời đang mưa. Rồi. Và hôm nay là ngày 22 tháng 10, lịch của trái ạc các bạn ơi. Ngày mai là ngày sinh nhật. Ngày mai hay là hôm nay đi. Sinh nhật các bạn ơi. Ngày 23 là ngày sinh nhật của nhân vật của chúng ta. Nhưng mà bây giờ đang là tháng bao nhiêu? Giờ đang tháng bao nhiêu vậy? Mình quên mất tiêu rồi, tháng 6 đúng không? Dạo này mình quên mất hết ngày tháng rồi. Có cảm giác như là ngày nào mình cũng làm video cả, cho nên là mình gọi là thức dậy cái mình gọi là làm công việc xong rồi cái đến đêm làm video cái là xong hết một ngày, cho nên là cái cảm giác về ngày tháng nó đang dần trở nên mờ nhạt hơn. Gì thế này, sao có những cục logo to như thế này? Đây là phòng gì đấy? Phòng kiểu phòng vui chơi cho trẻ con rồi, nhưng mà đây ở nhà này mình chỉ thấy có một mình như một chính thôi. Không thấy có tồn tại nào khác ở chỗ này cả. Oh my god. Mình đã tưởng tượng ra được cái điều gì đó rồi các bạn ơi. Đây là đáng lẽ là gia đình có 3 người, nhưng mà bây giờ là chỉ còn một mình nhân vật chính thôi. Không biết có đúng như vậy không. Tanjobi Omedeto. Chúc mừng sinh nhật. Sao không thấy có một cái giọng nói nào phát ra từ cái nhân vật chính của chúng ta thế vậy? Mình nhớ không nhầm là những cái nhân vật chính trước kia nói rất là nhiều. Nhưng mà nhân vật chính này thì câm lặng. Quay lại coi lại toilet một lần nữa xem. Sao mà toilet tối thế này? Mình bảo đảm với các bạn luôn là đóng cửa lại là không thấy cái gì hết. Mình xem cái này để làm chi đây.
Đây chỉ là một cái rổ đựng đồ dơ thôi. Ồ, đây cũng là hãng của chai la luôn. Rồi, mình đã nhảm nhí rồi các bạn ơi. Rõ ràng là trong nhà này ngoài nhân vật chính ra vẫn còn người khác cơ. Nhưng mà mình lại tưởng tượng là không có ai ở đây cả. Đây, đứa con gái ở đây. Ủa sao trong cái cổ có vẻ ghê đó. Đứa con gái đang mở mắt đúng không? Đứa con gái đang mở mắt nhìn vào tường các bạn ơi. Chuyện này quá là kinh dị. Đây là người vợ đúng không? Cũng không biết là làm cái gì nhưng mà cứ nhìn vào tường. Rồi bây giờ là bắt đầu đi làm các bạn ơi. Làm ca đêm. Mình thì cũng không khác gì thanh niên này là lắm. Mình thì quay video vào ban đêm thôi chứ ban ngày rất là ồn ào, mình không thể nào quay được. Rồi, lái xe đi các bạn ơi. Ủa đến nơi rồi à? Ngày 22 tháng 10 nhân viên bảo vệ 35 tuổi. 35 tuổi rồi. Để xem coi có nước gì không. BBC. BBC. Rồi. Pepsi thì ơi khoan, mình đọc nhầm rồi. BBC thì là nói chung là nó giống với lại một cái nước nước nào đó ở bên Việt Nam của chúng ta, còn những cái nước khác thì mình không biết. Ở đây rất là ồn nha. Bây giờ mình cần đi đâu đây? Vòng ra phía sau à? Ở đây là phía trước cơ. Wow, đường xá không có một bóng người nào hết. Mình không tin ngay. Thời đại nào rồi mà không có một bóng người vào ban đêm. Hóa ra là mình vào từ cổng chính các bạn ơi. Ui, mới vừa vào thôi là đã cảm thấy có gì đó không ổn rồi. Có ai đó vừa mới gọi là thoáng bước qua, lúc nào cũng vậy cả. Những chị ma anh ma thường xuyên gọi là hay có cái trò chơi kiểu giống như thế. Có vẻ vẫn có người ở đây. Trước hết là mình phải bắt đầu đi từng từ từng một và khóa cửa từng phòng một. Rồi. Tôi vừa mất liên lạc với một nhân viên bảo vệ tên là Ochigi Kego. Chắc là cậu này bỏ việc luôn rồi. Có lẽ từ giờ tôi sẽ phải trông cậy vào cậu thôi. Công ty này có quy định cấm làm tăng ca quá nửa đêm. Hãy kiểm tra đồng hồ và màn hình giám sát, đọc kỹ những nội dung công việc cần làm rồi hãy đi tuần nhé. Trân trọng. Từ quản lý Yamamoto. Mình nghe thấy cái tiếng kẹo cọt gì ở bên ngoài các bạn ơi. Khoai đã, mình cảm thấy nghi ngờ quá. Tại sao lại có cái khoảng thời gian rồi kiểm tra trên đây là như thế nào đây? Nó làm cho mình có cảm giác như giống một cái game nào đó mà chúng ta phải chạy đua với thời gian để cho những cái con thú nhồi bông nó không tấn công. Có cảm giác rất giống như vậy. Đừng có nói là tự nhiên đến đây thì Charles trở nên điển hình nhé. Phòng giám sát ở bên phải. Phải kiểm tra công việc cần làm thôi. Kiểm tra chuông báo cháy trong phòng và khóa cửa. Tắt đèn nhà vệ sinh, nếu có người ở lại thì bảo họ về. Kiểm tra chuông báo cháy trong phòng và khóa cửa. Rồi, tắt đèn nhà vệ sinh. Mình không nhìn thấy cái gì ở đây cả các bạn ơi. Chuông báo cháy đâu? Ở đây à? Hồi nãy có ai đó đã ở chỗ này các bạn. Cái này không phải là chuông báo cháy. Đây là phòng, này là phòng gì đây? Phòng này bây giờ đang gọi là sửa chữa nó không thể vào được. Rồi công việc của bảo vệ. Ban đêm mình cảm thấy hơi bị kinh dị đấy nhá. Không có gì bất thường. Có cái âm thanh nó bất thường đấy.
Làm sao mà không có gì được. Cái âm thanh rất là ảo ma. Tiếng mưa không thể nào mà có cái âm thanh kỳ lạ như thế được. Tí gì thế? Mình có cảm giác như cái cửa này tự đóng lại đúng không? Mình đã thử bấm nút chạy rồi nhưng mà nó không có chạy được các bạn ơi. Nhưng mà chúng ta vẫn chưa nên gọi là mất cảnh giác bởi vì... Bởi vì có khi là phải gặp một thứ gì đó rồi ấy, nó mới gọi là mở khóa cái nút chạy. Ôi giời ơi, cái thanh niên đi làm cái gì vào ban đêm thế này, phòng tối tui. Đùa, mình đang cảm thấy nghi ngờ là thanh niên này không phải người nữa. Không có gì bất thường. Nhưng mà gọi là có bóng dáng của ai đó ở đây thì nó cũng đã gọi là hồi hộp các bạn ơi. Chứ bây giờ trong cái chỗ này nó rất là ồn ào. Nghe những cái tiếng động kỳ lạ quá. Mà ở một mình thì nó hơi đáng sợ một tí. Anh nhân viên bảo vệ mới đây sao? Rồi khuôn mặt sao mà giả chân thế? Đã đến giờ này rồi à. Chắc mai mình cũng sẽ ép việc cấp dưới thôi. Cái gì thế? Bye. Mình không tin ông này ép việc cấp dưới trong khi ổng lại ở đây đến đêm muộn như thế này. Hay là ổng chỉ ở đây để cho có lương tăng ca thôi. Máy in. Ở đây thì không có vấn đề gì cả các bạn. Để mình check coi là trong toilet có ai không. Không có ai rồi, không chết được các bạn ơi. Bảo đảm với các bạn luôn, tắt đèn toilet là thế nào, lát nữa nó cũng sẽ có chuyện gì đó xảy ra ở bên trong. Ở đây toilet nam này. Ủa? Bây giờ đây là bạn đêm nhưng mà bảo vệ có được quyền vào toilet nữ à? Sao thế? Ô, tự nhiên mình bị dịch chuyển ra phía sau cánh cửa. Đồng ý là cái đèn báo cháy nó để màu đỏ dễ nhìn. Nhưng mà trong cái trường hợp này thì mình cảm thấy nó màu đỏ trông nó khá ghê ghê sao ấy. Không có gì bất thường. Đừng nói đây là chỉ là tiếng mưa thôi nhé. Mà phòng này quen quen á. Phòng này nãy mình chết rồi à. Ủa chỉ có một tầng như nhớ thôi. Tại sao đồng hồ nó kỳ lạ thế? Nãy giờ cứ có âm nhạc ở chỗ này. Có thể tắt được nhưng mà thôi mở lên đi. Mình cứ nghe tiếng đóng mở ở chỗ nào ấy. À, có thể đi thang máy để lên tầng tiếp theo à. Mình nghĩ là không còn ai nữa cơ chứ. Còn cái gì chưa kiểm tra nữa. Khóa lại à? À, khóa lại các bạn ơi. Rồi khóa lại hết toàn bộ.
Toilet không nhất thiết phải quá. Âm thanh gì thế? Âm thanh này là âm thanh gọi là báo hiệu cho mình biết là nhiệm vụ hoàn thành, hay là có một cái bộ máy nào đó giám sát ở trong cái tòa nhà này, và khi mình hoàn thành nhiệm vụ thì nó sẽ gọi là báo cáo cho mình biết không? Vẫn là không giờ, tại sao nó không di chuyển một chút nào hết chị? Ai đang ở chỗ này đấy? Ai vẫn ở chỗ này? Mình đã kiểm tra hết rồi nhưng mà vẫn có người ở đây là như thế nào? Mình khóa cửa luôn rồi các bạn ơi. Thang máy à? Ở nãy giờ có cái điều kỳ lạ là cái thời gian của chúng ta vẫn là không giờ. Nhưng mà nói chung là mình đã hoàn thành được cái công việc ở dưới cái tầng này rồi. Mình check đồng hồ rồi nhưng mà vẫn không giờ các bạn ơi. Ơ? Ôi, nó đã xuống các bạn, nó chỉ đóng cửa lại thôi. Mình đang nghi ngờ là sẽ có cái gì đó bất ổn xảy ra rồi. Cái kiểu mà lên tầng tầng như thế này là bảo đảm là lát nữa chúng ta sẽ lạc vào một cái thế giới nào đó cho mà xem. Rất là im ắng nha. Ở đây lại có một cái phòng không sử dụng được. Ủa? Thật sự là có người ở chỗ này các bạn ơi. Để mình chết hết toàn bộ những cái đèn chữa cháy đi rồi xong mình sẽ đuổi người về sao? Không biết là làm cái gì mà đứng ở đó. Gì đây? Cái gì thế này? Tại sao lại có cái màn hình tivi mà thu gần như thế này? Cậu vẫn đang làm nè. Gì thế? Ai đó đã ở đây để mà làm cái việc gì đó vào giờ này? Một cái màn hình rõ ràng là kiểu giống như là bị nhiễu sóng ấy. Ơ, đúng thật là mình đi xuyên qua cửa được các bạn ơi. Hả? Ai đấy? Có việc gì? À, là nhân viên bảo vệ sao? Cậu đừng tắt đèn chứ. Để tôi tắt cho. Có thật không đấy? Rồi, mình đây đã gọi là chết xong rồi. Có lẽ nên đuổi người về đó. Vẫn còn một đứa trong nhà vệ sinh. Chuyện gì thế? À, có khi anh là... Hả? Trời quá trời quá đức. Mình trao đổi thông tin liên lạc chứ. Bà này bị làm sao thôi? Không là em không về đâu. Em sẽ không để anh thất vọng đâu. À hi hi, đừng lơ em nhé. Bye bye. Cái quái quỷ đó. Có khi nào con này là cái đứa mà đã đi gọi là kiểu giống như ma?
Ê, đây là phòng cắm vào cơ mà. Rồi, không ổn rồi các bạn ơi. Đấy là phòng cắm vào đấy. Đang có công trình ở bên trong mà nó vẫn vào đó. Mình chả thấy có dấu hiệu gì đó nó về cả. Vẫn chưa thấy tắt đèn là như thế nào. Họ cứ để đen để cho nó tự tắt đi. Nhưng mình sẽ lên tầng tiếp theo các bạn. Nghe tiếng nó là mình biết là mình có thể lên tầng tiếp theo rồi. Vậy cái tòa nhà này có bao nhiêu tầng? Vậy mình phải đi mấy tầng đây? Đây là tầng thứ 3 rồi. Có ai không? Sao lại tắt đèn vậy? Tao bảo là từng tắt đèn mà. Ê? Cái gì thế? Chuyện gì đang diễn ra vậy? Đây là tầng thứ 3 cơ mà. Có khi nào mình đã bị nhầm lẫn gì không? Wow. Ai đó lại đi vào cái phòng ở kia các bạn ơi. Ai đó lại đi vào phòng này rồi. Và tầng nào cũng có một căn phòng giống như thế này hết. Mình bắt đầu cảm thấy kỳ lạ rồi các bạn ơi. Phòng này rất là tối nha. Đừng có đứa nào mà gọi là đứng ở trong đây đấy chứ. Thanh dĩa gì? Âm thanh kẹo cọt gì đó các bạn ơi. Rồi, khóa lại thôi. Đèn máy đã bị hư rồi. Lại có màn hình tivi. Ông nhân vật chính của chúng ta không cảm thấy nghi ngờ gì với lại cái màn hình tivi này. Khi mà nó đột nhiên gọi là xuất hiện ở chỗ này. Lại nghe tiếng chân nữa. Rồi, bị bắt nay trong công sở rồi các bạn ơi. Ngày hôm qua là có cái đứa kia kiểu như đã giao việc cho cái thằng ở trong tivi này. Rồi để về trước, xong bây giờ hôm nay là nó lại bị một người khác bắt làm việc tiếp. Rồi mình đã hiểu giờ chuyện gì sắp sửa xảy ra rồi.
Có nghĩa là trong công ty này có một đứa bị bắt nạt và nó đã gọi là kiểu bằng một cách nào đó không còn tồn tại trên thế giới này nữa, nhưng mà nó đã trở thành một cái thực thể nào đó khác và quyết định là sẽ gọi là ám công ty này. Mình không biết là nó có hận thù gì với lại cái nhân viên bảo vệ này không. Có khi là nhân viên bảo vệ này ban đêm thấy là ở lại làm việc nhưng mà không gọi là không có giúp gì cả, cho nên là nó sẽ gọi là trả thù kiểu kiểu như vậy ấy. Tầng thứ tư. Rồi, máy in vẫn hoạt động luôn. Như hồi nãy giờ các bạn thấy là có rất nhiều hiện tượng kỳ lạ xảy ra. Như cái thanh niên bảo vệ này, không phải cái ông bảo vệ này luôn rồi, 35 tuổi đó, ông bảo vệ này, ông không có một tí phản ứng nào cho cái việc đó cả, ông rất thờ ơ các bạn ơi. Mình có cảm giác như thế. Có lẽ ra là ông đã có thể giúp được cho cái thanh niên mà bị bắt nạt ở trong công ty nhưng mà ổng không làm gì cả kiểu vậy, mà mọi thứ chỉ là đoán mò của mình thôi, chưa biết sự thật ra như thế nào. Không biết sự thật như thế nào nhưng mà mình chắc chắn với các bạn luôn là mình sẽ bị hù. Nãy giờ là tay giữa cái âm thanh hù dọa. Mà cách di chuyển chuột của mình nó cũng khá là kỳ lạ luôn các bạn ơi. Không biết là ai hù ai. Thay bóng đèn đúng không? Thì chắc thay bóng đèn nó bị hư thì phải thay. Thế là công việc của bảo vệ. Bên thì như thế nào? Ồ đúng rồi các bạn ơi. Đây chính là cái người bị bắt nạt đây. Đúng không? Rồi mình đã dần gọi là nhìn thấy được câu chuyện các bạn. Đèn hỏng rồi. Phải thay đèn thôi. Không biết là có phải xuống tầng 3 để lấy cái thang không? Mình nhớ không nhầm là dưới tầng 3 có cái thang đấy. Ai đó đang rên rỉ. Không biết là ai đang rên rỉ nữa cơ. Rên rỉ ở đâu thế? Tại sao lại ngồi ở chỗ này? Cách gọi là buồn thệu như thế. Phải mở đèn cho sáng lên chứ máy tính chứ. Có cảm giác như cái mặt người nó thật hơn rất là nhiều các bạn ơi. Đúng không? Hồi xưa thì mặt người không thật như thế này. Hôm nay lại là anh sao? Cấp trên bảo anh buộc phải ơi cửa tự đóng các bạn ơi. Mình chứng kiến cái cửa tự đóng lại luôn. Phải xong hết chỗ công việc này trước ngày mai. Ở cấp cấp trên bảo em phải xong công việc trước ngày mai. Nhưng lượng công việc thế này thì làm sao mà xong được? Em chưa từng nghĩ rằng là sẽ trở thành một người đi làm mà lại vất vả như thế này. Thậm chí em còn bị bảo phải đóng thẻ chấm công vào đúng giờ tan ca. Đây công ty đen à. Bấm nếu mà bấm vào đó thì sẽ không nhận được lương tăng ca. Không thể tin được. Người duy nhất biết được em vẫn cố gắng làm tăng ca mỗi ngày là anh đấy. Em cảm thấy vui vì khi gặp anh là em biết rằng sẽ được về nhà. Vậy xin phép về nhé. Hẹn gặp anh vào ngày mai. Vậy là hồi xưa đã từng có gì đó, cái vụ gì đó ở trong công ty khiến cho bảo vệ phải đuổi hết người về. Cái cổ thanh niên này xoay kiểu gì đó. Hồi nãy có ai đó rên rỉ ở đây các bạn. Wow. Khuôn mặt rất là gọi là tuyệt vời luôn các bạn ơi. Chắc chắn là hù dọa thì mọi người sẽ cảm thấy sợ hãi ngay. Rồi để mình mở cửa ra cho các bạn xem nhé. Chứ mình thì mình không sợ những cái thể loại như thế này các bạn ơi. Bởi vì mình đã gặp rất là nhiều rồi. Bây giờ có được tắt đèn ở chỗ này không?
Ngoài hoàn thành công việc, chỉ một hai con ma ở trong công ty vào ban đêm thì không thể hù được mình. Đơn giản như vậy thôi. Gì thế? Thùng rác. Nhìn cái thùng rác này cứ tưởng có hai con mắt ở đây các bạn. Có khi là cái thùng rác nó lại hù được mình. Rồi, bây giờ tuần thứ 5, không biết là mình phải làm cái công việc này đến bao giờ đây. Nếu mà nó bắt mình làm hết 11 tuần thì mình chịu luôn các bạn ơi. Marlin sao rồi? Tao trong cái tuần thứ 5 này có vẻ cũ kỹ đó. Phải kiểm tra phòng điện thôi. Ua, tội thế không biết. Không có cục gì. Câu chi phải kiếm từ đâu đây? À, một cái sự báo hiệu rất là rõ ràng cho mình biết là ở cái chỗ màu đỏ đó có một cái gì đó. Cần gạt không? Phải tìm nguyên nhân cách khắc phục thôi. Ở đây cũng không có cần gạt. Hồi nãy là con ma đã bắt đầu xuất hiện, xuất đầu lộ diện rồi các bạn ơi. Mình nghĩ là nó sẽ gọi là bắt đầu có cái những cái màn hù dọa chúng ta rất là đột phá. Cửa bị khóa. Một cái cửa thì mở được, còn một cái thì lại bị khóa lại. Ở bên nào nó cũng gọi là đừng nói là phải vào cái phòng đỏ kia nhé. Đành phải chấp nhận thôi các bạn ơi. Phòng thứ 5 này, tầng thứ 5 này là gì đây? Gọi là một cái nơi cấp địa cho cả tầng ấy à. Không biết là con ma có đứng ở chỗ này nữa không. Cái phòng này, mình nói thật với các bạn luôn, chắc chắn là không ổn rồi. Đây chính là gọi là một cái nơi rất là tuyệt vời để con ma có thể hù được mình. Không có một tí phản ứng nào. Với lại cái việc mà công ty tự nhiên gọi là có một căn phòng như thế này sao? Hay là căn phòng này là đã từng tồn tại trước kia? Mình nên đi đường nào đây? Gì thế này? Đừng nói với mình là cái nơi này từng tồn tại trước kia nhé. Có mặt nước mà rất là đỏ. Anh Ni này không có một tí phản ứng nào với cái vụ việc này cả. Cứ tưởng kẻ đáng sợ nhất ở đây là con ma, hóa ra lại là thanh niên nhân vật chính. Ông nhân vật chính. Không tìm thấy gì cả. Thực sự là không tìm thấy gì luôn. Mình phải đi đâu về đâu đây? Rồi, cuối hành lang rồi. Phải không? Ủa, có bàn tay ở đây các bạn. Tự nhiên có một quả cầu chi ở chỗ này. Thật sự là đây là một cái chuyện rất là phiền phức. Tại sao lại có một cái nơi như thế này đây? Nơi này là sao đây? Để mình quan sát thử xem nhé. Cái này không dùng đến à? Chỗ này thì vô cùng tối luôn. Khi mình quay trở về thì chắc chắn là sẽ có một cái bàn hù dạ. Nhưng mà vấn đề là mình đang gọi là lạc ở trong cái mê cung này rồi. Mình không biết là đường nào để về luôn á. Đây có cái tiếng gì đấy các bạn ơi. Cái tiếng gì đó kiểu như là
khi mà những con ma nó múa hay nó bẻ cổ gì đó là có cái tiếng này. Ơ kìa. À không, lúc mà cái đường mình vào đây thì nó là một đường duy nhất đúng không? Chứ không có ngã rẽ nào cả. Tối mà gọi là kiểu không thể nào chấp nhận được luôn. Vậy đợi tí nhá. Mình thì chắc là không sao, nhưng mà các bạn là không thể nào thấy được đường luôn. Rồi xong, đây là mát độ sáng rồi. Sao mát độ sáng mà nó lại tối như thế này? Có cái cách nào để sáng hơn không? Kia rồi các bạn ơi. Đấy chắc chắn là cái chị gái mà đã bị bắt nạt ở trong công ty. Thế thì không thể trách được là cái việc gọi là hù dọa người khác để mà chút giận. Cho nên là mình rất là thông cảm các bạn. Rồi. Ô, chị ấy thậm chí là còn gọi là compact cái đường lại để cho mình dễ đi hơn. Mặc dù là có những mang hù dọa nhưng mà vẫn gọi là biết kiểu như là kiểu mình không biết mình dùng cái từ này như thế nào. Ồ rồi, biết lo nghĩ cho người khác, cái sợ đi lạc đường cho nên là chỉnh đường cho nó ngắn lại. Thế là chị nào đấy, tại sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây? Hóa ra cậu ở đây à, có vẻ như đèn vẫn chưa được bật nên cậu gạt 4 cái cần giúp tôi nhé. Tôi á? Không, tôi về đây. Cái gì thế? Ráng làm việc chăm chỉ thôi nhé. Đây chính là cái con nhỏ là xuất hiện trong TV đầu tiên các bạn ơi. Mình đã tìm ra nó rồi. Cái cần gạt đúng không? Mình nghi ngờ là ở đây nó cũng sẽ phải có cái gì đó. Với cái phòng to như thế này mà không hù một phát nào thì nó hơi buồn chán. Chị ma ra làm cái trò gì đó để cho những cái người xem bớt chán ở chỗ này đi. Chứ mình không biết phải nói gì các bạn. Mình không thể tấu ha ở trong đoạn này được, cho nên là phải nhờ đến chị ma xuất hiện. Cái này đúng không? Có cái gì đó như đấm vào lỗ tai của mình đấy. Vẫn chưa mở. Gạt xuống nhỉ. Ơ à, quên kiểm tra cái này. Phải bật điện trước các bạn ơi. Mình nghe có cái tiếng gì đó như đấm đấm vô lỗ tai. Ơ à. Người cái này đã về chứ chỉ mình phải kiểm tra ở phòng giám sát tầng này đã. Tầng này có phòng giám sát à? Rồi. Mình nghe có cái tiếng gì đó. Bây giờ mấy giờ rồi? Có đồng hồ không? Có, để mình xem cái này trước nhé. Cái này chắc là để cho chúng ta biết được là có chuyện gì xảy ra. Rồi, đúng như mình nghĩ rồi các bạn ơi. Nhờ cái gì đó mà cậu ta gánh vác một việc cậu ta à. Nhưng mà cái người mà giận hù mình là một người phụ nữ cơ mà. Mà cái từ cậu này cũng có thể dùng cho nữ được các bạn ơi, cho nên là không biết. Mấy con này thì nó lại gọi là chơi bời xong rồi nó về sớm để cho cái đứa nào đó làm việc hết. Cái cam này, cái cảnh cam này rất là quen. Mặc dù là đó hoặc là cái game mình đã chơi rồi, nhưng mà mình cảm thấy cái này rất là quen. Ê, cái gì thế? V
với con ạ ấy. Nó tờ rờ thôi. Nhưng so với con ngạ đó thì rõ ràng là quyến rũ hơn nhiều. Ờ, gì thế? Cúc để sao hai đứa này bỏ chạy à? Chạy nhanh á. Té xong rồi không gọi là ngẩn lên được luôn. Ơ, cửa mở ra các bạn. Có cái gì đó đuổi theo nó. Chạy ra bên ngoài rồi. Rồi xong. Ê, tầng 3 các bạn ơi. Wow. Nó đang đứng ở ngoài cửa để quan sát mình các bạn. Mình chạy ra một anh bảo vệ. Không có gọi là làm việc gì xấu cả. Mỗi ngày chỉ gọi là chết cửa. Chết cái đèn điện màu đỏ. Rồi đóng cái cửa lại thôi. Không làm gì để mà đáng bị giống như con vừa rồi cả. Con vừa rồi thì NTR gì đó. Cho nên nó bị như vậy là đáng lắm. Nhưng mà mình thì đã làm gì? Rồi. Wow. Dấu chân đỏ thẫm. Đến từ gọi là toilet. Chắc là có cái chuyện gì đó đã xảy ra trong toilet. Cũng nên. Camera an ninh đã ghi lại rõ ràng khoảng cách ấy, ở nơi ấy. Không thể tin rằng là cô ấy đã. Mình phải bỏ công việc này thôi. Ochigi Keigo, vậy là Keigo thực sự bỏ công việc à? Chứ không phải là đã bị biến mất khỏi thế giới này. Lúc đầu mình đã nghi ngờ là Keigo có vấn đề vậy đó và đã bị gọi là rời khỏi thế giới này rồi, nhưng mà không phải. Vậy là có cái chuyện gì đó đã xảy ra ở trong cái chỗ này rồi. Để dấu chân màu đỏ ở đây các bạn ơi. Không biết có hồ toilet nam hay không. Rõ ràng lúc đầu xuất hiện trong toilet nam cơ. Không biết là có ẩn ý gì không. Quay dạo là ông bảo vệ này sẽ đi đâu đây này. Rồi, cái đó ngã xuống luôn rồi mà ông không làm gì hết. Tại sao lại chọn tầng thứ 6? Trong khi không xuống tầng thứ 3 để xem có chuyện gì xảy ra bên dưới. Mình đi nhầm tầng các bạn ơi. Mình đi nhầm tầng. Chắc chắn đó phải là tầng thứ 6. Chắc là chúng ta đã lạc vào dị giới hay là cái gì đó rồi. Thang máy thì nó hay có những chi tiết đô thị là kết nối với một cái thế giới khác. Và khi mà chúng ta thấy cái gì đó không đúng thì hãy mau chóng đóng thang máy lại. Vẫn có gì đó không đúng các bạn ơi. Vẫn có gì đó không đúng là như thế nào? Tại sao lại thế? Mình không nhìn nhầm nữa chứ. Tại đây là sai trái cơ mà. Ai đấy? Thanh niên này quyết định đi kiểm tra tầng này. Mình quen cái từ thanh niên rồi các bạn ơi. Nhưng mà cái ông này quyết định là đi kiểm tra cái tầng này. Ôi mệt quá. Cô gì ơi? Cô gọi là nện vào đầu của cái ông này để cho ông tỉnh táo ra giúp cháu được không? Cô ơi. Bỏ tay luôn. Cô cầm cái cây to như thế này thì cô nện giúp cháu phát cái coi.
trước những cái diễn biến mà gọi là vạn bất vô thường như thế này, mà không biết tại sao ổng lại có thể bình thản đi vô đây gọi là làm công việc như mọi thường. Cho dù có là người Nhật đi chăng nữa, mình cũng không nghĩ là họ có cái tinh thần đanh thép như thế này. Rồi, mình chắc là phải đi ra khỏi cái căn phòng này gấp rút thôi. Cô này không biết là đang làm cái trò khỉ gió gì. Ôi cô ấy rất là bất ngờ khi mà nhìn thấy có một cái người đứng ở chỗ này. Giờ mình phải làm sao đây các bạn? Giữa hai cái người này mình phải làm sao đây? Phải phòng hồi nãy không? Nên là phòng ăn hay là phòng căng tin gì đó, mình nghĩ thế. Để xong rồi. Tầng 7 rồi. Không biết phải làm sao bây giờ. Ông này ông không phản ứng gì hết, nhưng mình cũng chịu thôi. Có gì đó lại kỳ lạ nữa rồi. À khoan đã, mình đã thấy có cái đường ở phía trước, nhưng mà nói chung là nó rất là tối các bạn ơi. Không có nút ấn. Có lẽ nó ở đâu đó gần đây thôi. Không có nước uống. Và ông này ông nghĩ rằng là cái nút ấn nó nằm ở đâu đó gần đây thôi. Chuyện cứ như đùa ấy các bạn. Nơi này đã bị cấm vào. Có cái chữ Tachiri Kinshi nè. Tôi không thể vào được cái nơi này. Ê? Đừng có nói đây là cái nơi tổ chức death game nhá. Kiểu giống như cái nơi tổ chức death game ấy. Khoan đã, để xem hết những căn phòng đi rồi mới leo lên. Oh my god. Đây chính là cái nơi tổ chức death game. Đây mình là một cái nhân viên bảo vệ bên trong đó các bạn ơi. Ai đó đang đi bên trên à? Những cái đường này kết nối với nhau. Rồi, leo lên thôi. À, tại sao nó lại dễ đoán như thế này? Lát nữa mà mình leo lên một cái chỗ nào đó ấy, mình nghi ngờ là sẽ có cái con ma đứng đó nhìn mình các bạn ơi. Đứng đó nhìn hoặc là làm gì đó với mình. Đấy, không phải con ma thì cũng là con này. Nó dễ đoán đến mức mà gọi là mình không còn có cảm giác sợ hãi nữa luôn. Nhưng mà nói chung là vẫn thú vị các bạn ơi. Mặc dù là không sợ hãi, nhưng mà nó thú vị là được rồi. Để mình xem coi con ma nó nằm ở đâu cho các bạn xem. Rồi, vậy thì con ma chỉ xuất hiện trong toilet.
Chứ hồi nãy giờ là chỉ có cái coin đầy hù thôi à. Thế thì cái độ đa dạng của nó khá là thấp. Theo là con ma. Không thấy con ma đâu cả. Hay là đây là cái khu vực của cái thanh niên kia. Ua. Đây đúng là khu vực tổ chức test game rồi. Tại sao gọi là cái ông bảo vệ này không gọi là không đi thẳng lên tầng thứ 8 luôn mà phải gọi là dài dòng như thế đi tìm nút để bấm. Chẳng khác nào là bảo hãy hù ta đi rồi. Mặc dù là nó đến khá là bất ngờ nhưng mà trong lúc mình đang nói cho tao là mình không sợ luôn. Ờ à, lại nghe thấy tiếng rồi đấy. Wow. Rất là hoang dại các bạn ơi. Cái tầng này rất là hoang dại. Tối đến mức dạ man. Mà phòng thì trông vô cùng cũ kỹ. Ta 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 ra ta. Ta ta ra ta ta ra ta. Mình đang hát cái bài mà kiểu như có thể nghe được ở Hawaii. Đối với cái người đàn ông này thì mình nghĩ là thôi chịu rồi. Chắc là ông ấy đã phải trải qua nhiều thứ lắm luôn ấy. Cho nên là mới không có cảm giác gì nữa. Chỉ mình nói thật với các bạn luôn. Mình mà thấy cái tầng như thế này. Không phải mình thấy tầng này. Từ cái tầng đầu tiên là mình đã bỏ việc rồi. Nghe âm thanh gì rất là đáng sợ. Ai mà làm việc trong công ty như thế này. Không biết là có bỏ sót cái tivi nào không nhưng mình không thấy cái gì sáng ở trong đó cả. Mọi thứ trở nên như thế này không phải là hệ lỗi của tôi. Là do tên ít tiệt đấy. Mọi người chẳng phải ở đây nữa. Tôi chẳng làm gì xấu cả. Tôi tất cả là tại hắn. Hồi nào. Hồi nào người ơi, đừng gọi là liên lụy một cái chú bảo vệ. Không biết là chú bảo vệ này có vô tội thật hay không. Mình không biết chú bảo vệ này có vô tội thật hay không nữa. Mình đã cảm thấy nghi ngờ chú bảo vệ rồi. Chứ chẳng có cái con ma nào mà rảnh rỗi đến mức mà đi hù chú bảo vệ để làm cái chi cả. Nếu mà chú bảo vệ không làm gì cả thì lấy lý do gì để hù. Rồi chỉ còn 2 tuần nữa thôi là công việc của mình nó kết thúc, mình nghĩ thế. Tuần 9 rồi. Từng mỗi tuần nó càng lúc càng cũ kỹ, càng gớm ghiếc hơn các bạn ơi. Không, thậm chí là không giấu được đi cả cái màu đỏ. Bây giờ chỉ mới là những cái màn hù dọa thôi đúng không? Bây giờ chỉ mới bắt đầu là những cái màn hù dọa thôi. Đến cái tầng thứ 10 hoặc là tầng thứ 11 là có khi là sẽ nhào đến gọi là tấn công mình cũng nên. Ôi cái tiếng rên rỉ. Nghe rất là gọi là gọi đòn luôn. Để mình xem là ở chỗ nào. Chẳng thấy đâu cả. Tối lắm các bạn ơi. Cửa bị khóa rồi, bây giờ mới bảo là cửa bị khóa. Đây là gì đây? Lại là cái
thể loại đường đi kiểu như thế này nữa, thể loại đường mà gọi được sắp xếp sẵn để cho con ma nó hù mình. Ứng cái này để làm cái chi? À. Đã lúc phải đi vào cái cửa đó rồi à. Ôi giời, chị ấy còn không nhân nhượng nữa, sẵn sàng chặn đường của mình luôn. Bây giờ chị muốn gì? Ba mặt một lời nói đại chỗ này. Chị chạy là như nào? Không biết là chú bảo vệ này có từng giúp chị ấy hay không mà chị ấy không tấn công các bạn ơi. Vẫn còn một chút ơn nghĩa à. À, kiểm tra hết tầng này cơ. Mình thì đang rất là tò mò, không biết là ở ngoài kia nó sẽ có cái gì. Cái nãy giờ thấy bao người bị kéo ra ngoài đó và biến mất. Ôi trời, đây là ai đây? Ôi trời, tôi ngủ nãy giờ sao? Đã khuya thế này rồi, ông này có thể ngủ ở một cái nơi mà trông nó bẩn thỉu như thế này thì mình cũng chịu rồi. Là mày nãy giờ à? Cứ đến đi lại mãi mãi, lại mãi. Rồi, con ma đó ông. Làm nào tỉnh dậy cũng thấy mày hết. Chẳng lẽ mày lúc nào cũng ở đây à? Thôi kệ đi. Mày biết cấp trên của tụi tao không? Ông về rồi à? Ông về rồi à? Thằng cha là ông quyền ấy lúc nào cũng mở mồm bảo sẽ ở lại để cho đến khi mọi người về xong. Ông tay về trước. Thôi tao cũng về đây. Mọi người đều đi bằng cái lối thoát hiểm. Kiểu cảm giác như là chỉ có một mình là bảo vệ trong cái chỗ này ấy các bạn. Cái lượng công việc nhiều khủng khiếp luôn. Vậy mà phải gọi là rồi. Ok. Rồi xong. Hiểu chuyện gì sắp sửa xảy ra rồi. Ông nói lại xem tao. Không có gì bất thường á. Ông đùa với tôi à. Không có gì bất thường với ông là như thế này sao? Ông này vẫn ba miệng một lời bảo rằng là cái chỗ này không có gì bất thường các bạn ơi. Đến chịu luôn. Cái chỗ này mà còn không bất thường nữa thì mình không biết là chỗ nào mới bất thường đối với ổng đây. Ôi. Những tấm bảng được nhuộm bởi màu đỏ. Và ổng vẫn nhất quyết là không có gì bất thường cả. Bởi vì chính ổng là người bất thường nhất, cho nên là không có gì bất thường đối với ổng. Mình sẽ sẵn sàng nhường lại ngôi hiệu bất thường gaming cho ông này luôn. Chứ giờ mình gọi là thua rồi các bạn ơi. Cái toilet bẩn thỉu như thế này mà vẫn có đèn. Tiếng máy còn hoạt động không đây? Không biết tại sao hồi nãy mình phải đi cái tầng kia. Mình cũng không biết tại sao luôn. Nhưng mà thôi,
đây là cái tuần cuối cùng của chúng ta và mình nghĩ là chuyện gì đến thì nó cũng sẽ đến. Đấy, chuyện gì đến thì nó cũng sẽ đến thôi các bạn ơi. Không biết là ông bố vợ đã làm cái trò gì với lại cô gái ấy. Đang đi về đâu đây? Chắc chắn là đến một cái tầng nào đó không ổn rồi. Đóng cửa lại được không đấy? Đây chắc chắn là một cái gọi là gì đó đã kết nối với lại một cái không gian khác. Thang máy thì như nãy mình nói với các bạn là nó có một truyền thuyết đô thị là nếu mà theo một cái thứ tự nhất định ấy, nó sẽ kết nối với lại một cái chiều không gian khác. Giống như là dị giới. Nhưng mà những cái không gian đó thì rất là ghê gớm chứ nó không có gọi là tươi đẹp như là trong những cái câu chuyện tiểu thuyết. Thì đây chính là cái đó đây các bạn ơi. Chữ này chữ gì đây? Chữ địa ngục gì đó. Rớt xuống địa ngục rồi hãy biến mất đi. Hận. Không thể không để cho chạy đâu. Rồi, chắc chắn là ông bảo vệ đã làm gì đó rồi và bây giờ ông phải chuốc lấy những cái hình phạt đáng có của ông thôi. Như một lẽ hiển nhiên các bạn ơi. Mình sẽ đến đây để xem cái tivi. Sao đi lùi vậy thế? Ê? Chuyện gì xảy ra thế này? Mình không hiểu gì luôn ấy. Một cái màn hù dọa rất là bí ẩn mà mình không thể nào mà hiểu được là cái màn hù dọa đó mang ý nghĩa gì. Đây, tầng 11. Đấy, ông gọi là ham mê công việc thì ông cứ làm luôn đi. Đây. Vào. Xong sau đó ông chết cái đèn và ông bảo là không có sao đi. Lấy cái nắp gì đó rồi. Bây giờ đến đây còn có giải đố nữa. Tác giả có sao không đấy? Chai lạc bảo mình hãy giải đố ở chỗ này. Các bạn nghĩ sao? Cái gì đây? Quay có vẻ khó đấy nha. Cái này có ý nghĩa gì không đây? Không có âm thanh gì cả các bạn. Có âm thanh không? Có âm thanh nhưng mà nó không có nghe thấy cái tiếng gì để báo hiệu cho biết là đúng rồi các bạn ơi. Làm sao biết được là âm thanh đó có đúng chính xác hay không? Ở trên tờ như có những cái thứ gì đó trông rất là kỳ lạ đây này. Có khi nào là cái đồng hồ ở phía kia không ta? Xem lại cái đồng hồ nhé. 0 39 0 3 69. Cái này đồng hồ thôi. Chỉ được cái đồng hồ thôi.
không có cái gì gửi cho mình nè. À rộ đi à. Có hai đường thẳng vẽ ở trên đó các bạn ơi. Chắc là chúng ta nên lắp nó lại thôi. Không, không. 30. 6090. Mình nghĩ là nó có liên quan đến cái đồng hồ này thôi các bạn ơi. 90 với lại 60 đúng không? Nó chỉ có hai con số này thôi. Nghĩ chắc là thế rồi. Ở xem nào. Sáu mươi này. Ờ, à, đúng rồi. Rồi, cũng văng. Rồi vậy cáp. Ủa. Cho mượn dây cáp tí nhá. Rồi. Có cái gì bên trong đây nào? Nếu mà là game của trai ác thì nghĩ là nó sẽ có khá là nhiều những cái ending đi. Không biết là điều kiện để lấy những ending như thế nào đây. Máy tính đúng không? Đây cái thùng CPU này. Không thanh gì thế. Kiểu như là ai đó cấp cứu đến. Đúng là toilet. Toilet này, toilet nam. Mình đang bị xem cái gì đây? Ở đây là cái tầng tầng bên dưới này, tầng 7 đúng không? Đây là tầng 7 này các bạn. Có cái chữ cắm vào. Rồi đừng nói là mình phải đi tìm kiếm hết toàn bộ những cái địa điểm mà nó đã được để trên nhá. Rồi xong. Bây giờ ông mới bảo là nhanh chóng về nhà. Bây giờ ông mới bảo là phải nhanh chóng về nha. Bỏ tay với ông luôn. Rồi xong. Thế là té xuống dưới. Bị nó kéo chân rồi. Hồi nãy giờ ông chưa. Ông không bảo nhanh chóng về nha. Bây giờ ông mới bảo nhanh chóng về nha. Trời ơi luôn. Ông phải đợi đến mức này ông mới sợ. Chán đời ghê các bạn ơi. Rồi. Đây là góc nhìn kiểu gì đây? Quay ngược à? Đang tua ngược các bạn ơi. Ai đó đang tua ngược cái đoạn vừa rồi. Có thể kiếp được à? Nhưng mà để mình thử xem cái tua ngược để xem có cái gợi ý nào không nhé. Ở đây cái đoạn mà mình bấm những cái nút đây.
đang thua ngược về ban đầu đấy. Một cái gọi là Reddit rất là mới mẻ. Thua ngược cái phần chơi của cái người chơi lại các bạn ơi. Này tầng thứ 8. Khoan đã. À đúng rồi, mình có leo lên những cái thang để tìm kiếm những cái nút bấm. Đây, đây là tên của những cái người mà xuất hiện, cái người lồng tiếng này. Ở đây là tính phần dịch thuật. Mình đang cái trong video trong cái tour ngược đang đoạn mấy từng năm à. Ở những cái tầng bên dưới thì không có gì khó khăn cả. Sắp sửa quay trở lại tầng thứ nhất rồi. Chuyện gì đã xảy ra với lại anh bộ vệ thì chắc là các bạn cũng biết rồi, là không hiểu tại sao ấy, lúc mà chạy ra bên ngoài ấy, thì xuất hiện cái con ma mà kéo xuống. Rồi đây con ma nó ở phía sau lưng của mình. Mình không biết là đoạn đó mình nên chạy ở chỗ nào nữa. Tại sao con ma lại gọi là sử dụng cái lối thoát hiểm để mà tấn công những cái nhân viên ở trong đây là như thế nào đây? Có khi nào là có liên quan gì không? Rồi, quay ngược lại end thứ nhất các bạn ơi. Đã quay ngược lại đến ở nhà luôn rồi. Đâu có thấy gì không? Ơ, cái gúa. Cái gúa đấy. Cái gô cũng đến cùng ngay à. Ôi, cửa đã mở rồi các bạn ơi. Mình đã phải giải đố ở chỗ đó. Ôi, mãi mới đóng được cái cửa. Đã biết là cái con kia đuổi theo tay rất là run rồi. Mà đóng cái cửa rất là khó khăn. Cái chỗ đó nó trắng xóa và nó không hiện lên con trò chuột các bạn. Chúng ta nó tỉnh dậy trong dương bệnh. Tôi không thấy chân cạn đâu hết vậy. Mình có sao không đấy? Không thấy bản thân luôn. Là lấy được enter thứ hai rồi. Ơ à, đứa con gái. Và người vợ. Gọi là đứa con gái trông có vẻ biểu cảm rất là dạ chân. Không nói một lời nào rồi, chỉ gọi là nhìn mặt thôi. Ê! Con stalker kia vẫn ở đây à? Có phải là cái con stalker đó là biến thành hồn ma ở khúc cuối không? Rõ ràng là cái đoạn mà ở trong TV là thấy nó đứng ngay cửa đúng không? Xong rồi tự nhiên nó lại lúc mình ra mở cửa lại xuất hiện một cái con ma ở đó. Kiểu giống như trong mắt của cái ông bảo vệ này ấy, là cái con stalker đó giống như là một hồn ma vậy. Rồi, kiếp qua cái đoạn này. Hồi nãy là mình đã tính gọi là nghỉ ngơi luôn. Nhưng mà có điều ấy là mình phát hiện ra là cái end thứ hai chúng ta cần chỉ cần giải đố ở chỗ đó để mà thoát ra thôi. Cho nên là mình đã quay lại và nhanh chóng lấy được cái end thứ hai. Nhưng mà sau khi lấy được cái end thứ hai xong thì câu chuyện nó lại chuyển biến thành một gì đó rất là khác nữa rồi.
đó là có một tô cơ đuổi theo ông bảo vệ, và cho đến bệnh viện là vẫn đuổi theo luôn, mình không hiểu luôn. Đấy, ban đầu thì mình nghĩ rằng là có bắt nạt trong công ty, nhưng mà bây giờ lại chỉ xây là tô cơ. Công ty này thực sự là có quá nhiều những cái thứ mà nguy hiểm ở bên trong. Rồi, đại khái thì mình nghĩ chắc chắn đây là một cái công ty đen rồi. Thế cho nên là mới có nhiều cái vấn đề như vậy. Như là chẳng hạn như bảo vệ chỉ có một người thôi, mất đi một người rồi mà không nhanh chóng tuyển người khác, rồi bắt nạt trong công ty này nọ các thứ. Người có người làm việc quá sức và nằm ở trong công ty, rồi công ty trông gọi là ghê tởm như thế, nhưng mà không ai gọi là phàn nàn cái gì cả. Có rất là nhiều thứ kỳ lạ thực sự luôn. Và mình thực sự không hiểu cốt truyện game này là gì. Rồi, video này thì chỉ để đến đây thôi. Cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Nếu mà thích video này, hãy vào dùng một like, đăng ký nút cạnh mới. Đừng quên lúc chuông để nhận được những hồng bông mới nhất đến mình. Hẹn gặp lại các bạn trong một video khác. Bye bye.